Xin chào anh em đã đến với kênh Phụ Tùng Ô Tô của Tú Ninh Bình. Hôm nay em xin giới thiệu với anh em đây là cái ổ ngậm nhá. Ổ ngậm này là của xe Nubira anh em ạ. Đây, ổ ngậm Nubira nhá. Nubira nó dùng chung với Lasetti nhá. Đấy, phía đằng trước bên lái với bên phụ anh em ạ. Đấy, anh em có thể nhìn rõ. Nó có một cái motor để đóng mở cửa này, để chốt cửa này. Đấy, motor để chốt cửa anh em nhé. Hàng GM nhé anh em nhé. Đấy, anh em có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0982446061 nhé. Bên em là ship hàng toàn quốc. Đấy. Ổ ngậm đằng trước Nubira nhá. Lasetti nhá. Đấy. Anh em hãy đăng ký kênh bên em để có những video mới nhất em gửi đến mọi người nhá.